Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của Hải. Nội dung trong video này thì mình sẽ cập nhật thông tin về cái thằng Omega Network nha các bạn. Thì uh, Omega Network hiện tại nó sẽ cập nhật một cái phiên bản mới nha và đây là cái thông báo mới nhất của nó nha các bạn. Đó là khởi động đặt cược, đặt cược sẽ bắt đầu vào 7 giờ giờ UTC ngày 25 tháng 8. Gửi tiền Omega Network vào ứng dụng và tham gia sẽ tắt ngay. Hãy nhớ cập nhật ứng dụng và tận hưởng tính năng mới. Tức là hiện tại là các bạn lên CH Play nha, các bạn cập nhật lên phiên bản mới nhất nha các bạn. Rồi và đây là cái thông tin vui cho các bạn nha. Đây là cái giá của thằng Omega Network trên cái sàn đó là OKX nha các bạn. Thì cái giá của cặp giao dịch đó là OMN trên USDT. Thì các bạn có thể nhìn thấy hiện tại mà ngay sau khi có cái thông tin đó là Omega Network sẽ cho gửi sự tắt để mà chúng ta lấy lại đó các bạn. Thì các bạn có thể nhìn thấy giá của nó là từ 0.005 nha. Hiện tại nó đã tăng buộc lên có lúc lên tới 0.007 rồi nha các bạn. À, tức là người ta các bạn có thể nhìn thấy nè giá của nó tăng tới mười mấy hai mươi phần trăm luôn nha các bạn tức là hiện tại người ta dùng à, mua cái thằng omega Network này để mà gửi xe tắc để mà lấy lãi nha cho nên hiện tại cái giá của nó tăng cao tăng đột biến nha các bạn thì à, đây là một cái mà nếu bạn nào mà muốn bán ở thời điểm hiện tại thì giá của nó đang cao hơn những lúc khác nha các bạn cho nên bạn nào muốn mua để gửi xe tắc thì hiện tại giá nó cao còn bạn nào muốn bán mà để lấy 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 tiền để đổi sang USDT thì giá của nó hiện tại đang là cái giá ngon để cho các bạn bán nha rồi và mình sẽ cập nhật ứng dụng nha các bạn mình thì không khuyến khích các bạn bỏ tiền ra để mà đầu tư nha mọi cái mà các bạn bỏ tiền ra để mà đầu tư á nó đều đi kèm với rủi ro nha các bạn mình chỉ hướng dẫn các bạn đó là khai thác miễn phí và sử dụng mua bán nó miễn phí thôi nha các bạn rồi tiếp theo đó là các bạn lên CH Play nha các bạn là cập nhật lên phiên bản mới nhất cho mình nha các bạn thì hiện tại các bạn lên CH Play các bạn gõ Omega Network thì nó sẽ hiện ra phiên bản mới nhất nha chúng ta tiến hành cập nhật ứng dụng nha các bạn rồi sau khi mà các bạn cập nhật ứng dụng xong thì chúng ta tiến hành mở nó lên nha các bạn thì omega network là cái đồng coi mà hiện tại các bạn vừa khai thác mà các bạn có tiền tươi luôn nha các bạn khai thác các bạn có thể đem lên sàn bán liền luôn Chứ các bạn không cần phải chờ may net hay là cái gì cả bởi vì nó hiện tại nó đã may net rồi nhưng mà cái giá của nó hiện tại thì hơi thấp nha các bạn rồi đà, đây là cái phiên bản mới nhất của nó nè các bạn à. thì hiện tại nó đã cập nhật cái mà giao diện mới nha các bạn đây để mà gửi sự tắt á, thì các bạn có thể nhìn thấy phía bên dưới nè nó có cái chữ kiếm nè erop nè quý nè kc nè thì cái chữ erop nè các bạn bấm vào thì hiện tại nó chưa có chức năng gì nha các bạn còn tiếp theo đó là cái ví nè thì các bạn bấm vào thì nó hiện ra cái ví của các bạn thôi rồi tiếp theo đó là cái chữ xe nè thì các bạn nào chưa xe thì bấm vào nó sẽ bắt các bạn xe nha còn mình xe rồi xác minh địa chỉ ví rồi thì nó hiện ra như thế này xác minh xe thành công nha các bạn rồi tiếp theo để mà gửi sự tắt lấy lại thì các bạn có thể bấm vào cái chữ kiếm này nha các bạn bấm vào thì ở đây á các bạn có thể gửi à, để đây có chữ 6 tháng nè thì ở đây nó không có cho chúng ta lựa chọn à, đó là thời gian nha các bạn. Nó chỉ để là gửi 6 tháng thôi các bạn. À, Lãi suất hàng năm ước tính là lên tới trăm nha các bạn. Ví dụ ở đây nó các bạn có thể nhập số lượng nè. Ví dụ ở đây là tối thiểu là các bạn có thể nhập 100 cái đồng OMN nha. Ví dụ ở đây mình gặp à, 100 cái đồng OMN đây thì à, sau mà 6 tháng á thì các bạn sẽ nhận được đó là 145.3 cái đồng OMN nè các bạn nè. Còn ví dụ các bạn nhập 1.000 cái đồng OMN đây Thì sau 6 tháng sau các bạn sẽ nhận được đó là 1.453.6 cái đồng OMN nha các bạn Rồi các bạn nào mà có cái đồng Omega mà rảnh á Các bạn như mình ví dụ mình ở đây mình có tối đa là lên tới đó là 4.000 cái đồng OMN nếu mà mình gửi 6 tháng á, thì sau 6 tháng sau mình sẽ được 5.986 cái đồng OMN nha các bạn đấy các bạn cứ việc bạn nào mà có cái đồng OMN thì các bạn có thể gửi sự tắt để mà lấy lại nha nói chung cái này là tùy theo cái tính toán của các bạn nha nếu mà các bạn thấy giá trên sàn cao thì các bạn có thể bán còn nhiều khi mà các bạn gửi ở đây các bạn lấy lại nhiều khi các bạn 6 tháng sau các bạn lấy ra các bạn bán nó vẫn không bằng cái giá bây giờ ví dụ 6 tháng sau các bạn bán đi giá của nó tụt thấp á người ai cũng bán ai cũng xả đó các bạn thì giá của nó lại càng thấp nha các bạn còn à, cái này là tùy theo nhận định của mỗi bạn nhà mình không có cái lời khuyên trong cái việc này nha các bạn các bạn có thể mua để mà gửi sự tắt lấy lại à, sau này nếu mà giá nó cao hơn thì các bạn lời còn hiện tại á các bạn có thể bán ở thời điểm hiện tại luôn nếu mà giá của nó được á Cho anh sàn giao dịch nè các bạn nè đây ví dụ ở thời điểm hiện tại mà giá của nó cao á các bạn có thể bán luôn giá của nó lên vót á thì các bạn có thể bán luôn à, bởi vì các bạn mua á mà các bạn gửi á thì 6 tháng sau chúng ta không biết được giá của nó thấp hay là cao đấy Nói chung cái này là tùy nha tùy mỗi bạn nha mình chỉ thông tin đến các bạn vậy thôi còn mỗi quyết định là ở các bạn còn bạn nào mà bỏ tiền ra đầu tư là mình không khuyên nha mỗi cái lời khuyên đầu tư là mình không cho nha các bạn mình chỉ hướng dẫn các bạn đó là sử dụng khai thác miễn phí và bán miễn phí thôi nha các bạn mình không khuyên các bạn đầu tư bất cứ một nghìn nào vào cái thằng Omega này nha các bạn rồi và đến thời điểm hiện tại mà bạn nào chưa khai thác cái đồng Omega bởi vì Omega là một cái đồng khai thác miễn phí mà có thể bán được ngay nha các bạn. Thì các bạn có thể click vào đường link bên dưới phòng bình luận để mà đăng ký khai thác cái thằng này nha các bạn. Rồi video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả, quả chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.